chuyển xuống hết khu vực ở dưới kia rồi. Đây, rất là vắng. Bình thường cũng vắng vậy, nhưng đủ quá rồi. Thì mình đi thẳng xuống qua cái ngã tư rồi chạy thẳng xuống tiếp. Đến cái chỗ bây giờ thành thái á. Nên nó gần gần cái khu mà người ta bán cái kiển rồi. Gì đặc biệt đâu.